Đấng Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Từ cùng muôn đời ta xin hiện nay, hướng mãi đến thiên vô lạy Đấng Kitô, Ngài Thánh Hiền. Lời khấn trai tình của ngươi này và cho người thế con siêu độ, Ngài đã kêu gọi phải ăn chay. Rồi đây ta ngồi đang xa môi, xin được người đi theo anh đi, ăn được cuối đầu con khóc cầu. Lạy Chúa, kỳ diệu thay chi thương siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới.
Ta là Chúa, ta hằng thâu suốt tâm can từng gang tầng. Ai sống làm sao, ta sẽ trả cho như vậy. Vần đường tạo thành trong thanh tử chi ai, tất cả đều tồn tại trong người. Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng chu hưởng phần gia nghiệp dành cho những ai thuộc về người trong mọi đời ánh sáng.
Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ. Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Người. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế, anh em sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa thế hệ gian tà sa đọa. Con đã thưa cùng Chúa, lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con. Con đã thưa cùng Chúa, lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con. Quả thần con đang tội với Ngài. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Con đã thưa cùng Chúa, lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con. Giờ đây, Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng sẽ tuyên xưng Đức Tin. Chúng con xin kính mời Đức Cha. Tôi là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, được tuyển chọn làm giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng. Với đức tin kiên vững, tôi tin và tuyên xưng tất cả và từng chân lý trong kinh Tin Kính. Đó là tôi tin một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria và đã làm Người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Tôi cũng tin vững vàng mọi chân lý trong lời Thiên Chúa được viết ra hay truyền đạt, mà giáo hội bằng phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát dạy phải tin như là do Thiên Chúa mặc khải. Tôi cũng chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên quan đến giáo lý về đức tin và luân lý mà giáo hội đã xác quyết. Hơn nữa, với lòng vâng phục tôn kính của ý chí và trí khôn, tôi trung thành với những giáo huấn do Đức Giáo Hoàng hoặc Giám Mục Đoàn trình bày khi các ngài thi hành huấn quyền chính thức, cho dù không cố ý công bố những giáo huấn ấy bằng một hành vi xác định. Tiếp sau đây là lời thề hứa trung thành của Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng. Tôi là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, được đặt làm giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng.
Tôi sẽ luôn trung thành với Giáo hội Công giáo và Đức Giáo hoàng, vị mục tử tối cao của Giáo hội, đại diện Chúa Kitô, đấng kế vị quyền tối cao của Thánh Tông đồ Phêrô và trưởng giám mục đoàn. Tôi sẽ vâng phục việc thi hành quyền tối cao của Đức Giáo hoàng trên Giáo hội phổ quát, và tôi sẽ chăm lo thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi và quyền bính của Ngài. Tôi cũng sẽ thừa nhận và tuân phục những đặc quyền và những trách nhiệm của những đặc sứ của Đức Giáo hoàng, vì các ngài là đại diện cho vị mục tử tối cao. Tôi sẽ chăm lo chu toàn cách cần mẫn những nhiệm vụ tông đồ được giao phó cho các giám mục, đó là giảng dạy, thánh hóa và lãnh đạo dân Thiên Chúa trong sự hiệp thông phẩm trật với vị đứng đầu tông đồ đoàn và các thành viên của Ngài. Tôi sẽ chăm lo duy trì sự hiệp nhất của Giáo hội phổ quát, và như thế, cách nhiệt tình, tôi sẽ chuyên chú bảo tồn sự thuần khiết và tính toàn vẹn kho tàng đức tin của Giáo hội mà các thánh tông đồ truyền đạt. Và tôi sẽ chuyên chú vào các chân lý được truyền dạy mọi người cần phải giữ và cần đưa ra thực hành trong cuộc sống, như chúng đã được huấn quyền trình bày và giải thích cho mọi người. Tôi cũng sẽ chứng tỏ tình phụ tử với những người sai lầm trong đức tin, và tôi sẽ làm hết sức có thể để hướng dẫn họ đến sự viên mãn của chân lý công giáo. Bằng việc chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa Kitô, vị Thượng Tế Vĩnh Cửu, tôi sẽ sống đạo đức và thánh thiện, và do đó tôi sẽ chu toàn chức vụ được giao phó cho tôi, để trong khi trở thành mẫu gương cho đoàn chiên, tôi có thể củng cố các tín hữu trên đường đạt tới sự hoàn thiện Kitô giáo. Tôi sẽ bảo vệ kỷ luật chung của toàn thể giáo hội, và tôi sẽ cẩn thận thúc giục mọi người tuân giữ tất cả luật giáo hội, đặc biệt là những điều ghi trong bộ giáo luật. Tôi sẽ luôn cảnh giác để ngăn chặn mọi lạm dụng có thể, đặc biệt là trong sứ vụ rao giảng lời Chúa và trong việc cử hành các bí tích. Tôi sẽ ân cần chăm lo quản lý tài sản trần thế của giáo hội, đặc biệt là những tài sản dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa và những tài sản dành để nuôi sống thích hợp các giáo sĩ và các thừa tác viên khác, cũng như những tài sản dành cho các công việc tông đồ và từ thiện. Trong khi thi hành nhiệm vụ được giao phó cho tôi sẽ bày tỏ lòng yêu mến đặc biệt với tất cả các linh mục và các phó tế, những cộng tác viên chín chắn của hàng giám mục, cũng như đối với các nam nữ tu sĩ, những người cùng tham gia vào nhiệm vụ duy nhất này. Và tôi sẽ cố gắng hết mình làm phát triển thêm nhiều ơn gọi thánh, để những nhu cầu thiêng liêng của toàn thể giáo hội được đáp ứng một cách thích hợp. Tôi sẽ nhìn nhận và phát huy phẩm giá của giáo dân và vai trò của họ trong sứ mệnh của giáo hội. Và tôi sẽ đặc biệt quan tâm để thúc đẩy công việc truyền giáo nhắm đến việc loan báo tin mừng cho các dân tộc. Trừ khi bị trở ngại, tôi sẽ trực tiếp tham dự hoặc kịp thời đáp ứng nếu tôi được mời tham dự các công đồng hoặc những công nghị hợp pháp khác. Vào những thời gian xác định hoặc tại một thời điểm được ấn định bởi Tòa Thánh, tôi sẽ báo cáo công việc mục vụ của tôi cho Tòa Thánh, và tôi sẽ trân trọng chấp nhận các chỉ dẫn và các lời khuyên của Tòa Thánh, và tôi sẽ chu toàn chúng cách tốt nhất. Vì vậy, xin Thiên Chúa và các sách tin mừng tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Giờ đây, Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng sẽ ký nhận vào văn bản tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành cùng với Đức Tổng Giám Mục Giuse.
Nghi thức tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành đã kết thúc. Xin mời cộng đoàn đứng để hát thánh ca tin mừng Magnificat. Chúa nói, tôi không thể làm gì từ ý mình. Tôi sẽ xử theo điều Thiên Chúa cho nghe biên. Án tôi xử thật là công minh. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa. Thân trí tôi mừng vui vời vời trong đấng cứu chuộc tôi. Vì Chúa đã dù thương tôi ta, vì vậy đến muôn đời ngàn đời cùng cất tiếng lên, sẽ khen tôi đầy phung, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng, danh Người là dương mày ngoài phong tiêu diệt tươi mời những phường tự đau hoàn quyền quý tự tiêu người triệt hạ khói tòa cao và nâng dậy những ngài ước thiết nhường lũ dầu sang đuôi dùng biểu huyết Đức Kitô mà ký kết với dân Người một giao ước mới tồn tại muôn đời và không ngừng lặp lại nhờ mầu nhiệm thánh lễ. Vậy chúng ta hãy tôn vinh chúc tụng Chúa và dâng lời cầu xin. Xin Chúa hướng dẫn lòng tri mọi dân tộc và các người cầm quyền trị nương. Xin gia tăng lòng nhiệt thành của những ai đã từ bỏ mọi sự mà theo Đấng Kitô.
Chúa đã dựng nên mọi người theo hình ảnh Chúa. Xin đưa kẻ lầm lạc trở về sống theo chân lý và trung thành với ân nghĩa Chúa. Xin đón nhận những ai đã qua đời vào nương Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy Chúa, Chúa ban thưởng những người công chính và bao dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Này chúng con khiêm nhường thú tội, thì xin Chúa mở lượng khoan hồng mà ban ơn tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Lạy trái tim rạn thanh Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cường thanh cường tình rạn thanh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam. Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.